Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời Trung Cổ. Và hiện tại mình đang đứng ở một chỗ tương đối cao so với cái cánh cổng dẫn qua thế giới kết thúc. Và phía trên này khi mà để kỹ thì mình sẽ phát hiện nó còn giấu một cái rương nữa. Nó giấu đồ đủ chỗ hết á. Và trong cái rương này thì chỉ có đúng một viên kim cương thôi á. Nhưng mà nhờ đó thì mình mới biết được là cái công trình này thế nào nó cũng còn giấu thêm vài cái rương nữa mà mình chưa có tìm được đó. Nó giấu quá trời quá đất rồi, chơi mà chơi giấu giấu không à. Kỳ chết đi được. Thôi, hôm qua thì đã kích hoạt xong cái cánh cổng rồi ha, bằng 12 con mắt khác nhau. Hôm nay sẽ là trận chiến của mình với con rồng bên thế giới The End á. Hy vọng là mình sẽ có thể giành chiến thắng. Còn bây giờ thì bước qua đó thôi. Không biết là nó sẽ cho mình xuất hiện ở chỗ nào đây. Ui, đầu tiên mình phải nóc vô một lọ thuốc để cho mình nhìn trong bóng tối trước cái đã. Đó, tôi tin hơn rồi. Được bao nhiêu cái chai thủy tinh rồi ta? Chai thủy tinh 16 chai. Được. Một xíu thì mình sẽ lấy thật là nhiều hơi thở của rồng mang về ha. Giờ thì đi lên trước cái đã. Rồi, mình đã lên trên. Ồ, ở dưới thế giới kết thúc có rất là nhiều những cái con ray này luôn nè. Phải cẩn thận với những con đó, nó có thể đốt mình bằng cái ngọn lửa xanh rất là nguy hiểm. À, ở đây thì có khá là nhiều những cái lồng nó được bao phủ bởi những cái khung sắt ha. Cái này thì mình có thể dùng kỹ thuật bắn cung lọt khe để mình kiểu như là phá hủy. Nhưng mà để một xíu mình bắn nó sao. Giờ thì trước mắt là mình phải bắn những cái pha lê mà nó không được bao bọc bằng khung sắt mới được. Bắn mấy cái này thì nó dễ hơn. À, có hơi thở của rồng mình nè. Lượm luôn. Lấy nhiều xíu. Rồi, còn cái nào nữa không ta? Ui, bây giờ chắc tới mấy cái có khung sắt đi. Này, mình sẽ sử dụng kỹ thuật bắn lọt khe. Đó, mình bắn vô cái khe là nó sẽ nổ luôn ở bên trong à. Và coi nào, còn bên này nữa. Chắc mình phải leo lên một cái trụ nào đó cao cao để mình dễ dàng quan sát và bắn qua mấy cái ụ khác quá. Ui, cái này có vẻ hơi khó. Đấy, nhưng mà không sao, cái thứ hai đã trúng rồi. Giờ thì leo lên trên thôi. Lẹ. Không thôi là con rồng nó bắn vô mông mình á. Bắn cái quả cầu hơi thở của nó hơi bị thốm á. Đó, nó bắn kìa. Ui, đỡ anh bắn được em. Đâu có dễ đâu mà bắn được mình. Mình chèo nhanh lắm. Ui, cái này nó chưa đạp được. Oh my god. Ui, phá xong rồi. Cẩn thận mới được. Đó, đứng trên đây cao thì mình sẽ dễ dàng bắn qua bên kia hơn rất là nhiều luôn. Đấy. cung điện này bắn xa thiệt luôn á. Mình cảm giác mình bắn cung này nó dễ hơn mấy cái cung khác rất là nhiều luôn. Ok, mới nói dễ sao bắn ba cái hộp hết rồi. Lại nào. Cố lên. Cái kia xa quá, mình bắn không có tới được. Cái nữa. Đó, bể rồi. Hình như là mình phá hết những cái pha lê kết thúc rồi. Giờ là mình có thể tấn công được con rồng bằng cái cung này rồi. Ôi trời, một hit mũi tên điện mà không xi nhê con rồng luôn kìa. Đúng đầu luôn. Hai hit rồi. Né hơi thở của nó ra. Chơi kỳ quá, chơi tấn công bằng hơi thở không à. Một xíu thì mình sẽ áp sát mình chặt nó sao ha. Né kịp. Không ăn nguyên quả cầu vô mặt rồi. Người bắn được thì ta né được. Có gì đâu. Rồi để coi. Nó lì hơn hay là mình lì hơn. Mà hơi thở này nhiều quá, lắc hết cả máy rồi nè. Đó. Vô phơm. Cấu rỉa tầm xa thôi. Bài hả rồng. Ê, hình như rồng chuẩn bị đáp cơ. Rồng chuẩn bị đáp rồi. Cần chiến lẹ. Đây rồi. Mình chặt rồng hơi bị thốn luôn. Ui, rồng bay mất tiêu luôn. Rồng này thiệt tình á. Mới chặt có mấy cái đã bay rồi. Bay thì mình sẽ bắn. Nếu mà nó bay thì mình sẽ bắn. Cung điện liên quan. Mình bắn con rồng. Cả đống hết luôn. Này, bay qua đó hả?
bắn nè. Cung điện này có lẽ là nó dễ bắn hơn những cây cung khác rất là nhiều ấy. Con rồng đang chết rồi. Mình đoán là tầm 3-4 hit nữa thôi là rồng sẽ ngẫm à. Một hit nữa. Chỉ cần 2 hit nữa thôi à. Và mình đã đánh bại được rồng Ender rồi. Thành công, đánh bại được rồng Ender. Và nó sẽ cho mình kinh nghiệm đúng không? Ok. Ôi không, nó không cho mình nhiều kinh nghiệm. Hoặc cũng có thể là nó rớt vô trong cái lỗ này rồi. Ôi, mình trượt chân, mình lọt xuống dưới luôn rồi. Mèn đi. Không. Và sau khi mình coi công thức của hơi thở của rồng á, thì nó có thể làm được một loại quặng tên là Enderite Ingot ha. Và mình có thể làm được những món vũ khí cũng như áo giáp. Và khi mà mình phui một set giáp thì nó sẽ cho mình khả năng phóng ngọc Ender nhưng mà không có mất máu luôn nha. Rìu 12 sát thương, kiếm thì 10 sát thương. Uầy, mà set đồ này nhìn cũng đẹp thiệt sự á. Chắc mình sẽ gom mấy cái cái Netherite trong tương lai mình sẽ làm set đồ quá. Tốn khá là nhiều đấy. Rồi trước mắt là mình sẽ cất hơi thở của rồng vô trong cái rương này trước đi ha. Cất vô trong cái rương này. Trời ơi, cái kho đồ khoáng sản của mình giờ nó quá trời nhiều rồi. Để mình còn trở lại cái chỗ cánh cổng kết thúc để mình khám phá thế giới kết thúc nữa. Mang tiếng đi khám phá thế giới. Khám phá The End mà chưa gì là té vô cái cánh cổng để biến về nhà luôn rồi. Và trước khi đi tiếp thì mình sẽ sửa set đồ mình lại một chút cái đã. Sau rất nhiều trận chiến thì set đồ đã hư hỏng rất là nhiều rồi nè. Đó, sửa lại, dùng cho nó tốt ha. Và kinh nghiệm nhiều gì thì mình có nên tiếp tục ép cái dòng gia tài vô cây cúp. Lần trước mình nói mình ép mà mình quên mất tiêu. Gia tài đâu? Què A Du gia tài. Hình như trong rương này mới đúng hơn á. Chầm hỏng nè. Hiệu suất chầm hỏng. Ủa, hôm bữa gõ gàng mình thấy nè gia tài 6 nè. Mình thấy rõ ràng mà. Rồi, tách ra, nhét vô cây cúp. Ai? Lộn. Gì mới đúng. Đó, gia tài cấp độ 6 luôn nha. Đào là hơi bị nhiều luôn á. Xong. Trời, ép cái cấp phát còn 22 cấp không à. Tốn kém thiệt sự luôn á. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ có được một cây cấp. Có thể đào được rất là nhiều khoáng sản luôn. Trời đang tối hả? Ôi trời, đi ngủ. Ngủ đi rồi sáng muốn đi đâu đó đi. Ngon. Còn giấu gì nữa không? Thì ra nó còn giấu một cái rương ở đây nữa. Nè, Một đống sách luôn. Hiệu suất Fire Protection. Sách vở các thứ. Còn giấu cái rương nào trên đây không? Mình nghi lắm nha. Nhìn coi có giấu không? Không có. Vậy là đây là cái chỗ kiểu gần như là cao nhất bên hướng này rồi đó. Mấy hướng khác thì không còn cái chỗ nào cao đâu. Bên kia thì mình cũng đã khám phá rồi. Ra là vậy, nhờ trở lại mà mới tìm được thêm một cái vũ khí có dòng Indestructible. Trong tương lai sẽ ép vô giáp. Mình nghĩ là sẽ nên ép vô giáp để cho nó dùng tốt hơn á. Rồi, bây giờ thì trở lại thế giới kết thúc ha. Thiệt luôn á. 1 phút lầm lỡ làm phải đi lại tốn thời gian thiệt sự. Rồi, nhưng mà không sao. Giờ thì mình có thể... Đây rồi. Cái này là Thalassium hả? Thalassium đào hở. Cái loại quặng này đào một phát là nó giống như sắt vậy đó. Nó không thể Thalassium, mình cứ tưởng nó là giống như kim cương chứ. Làm được giáp nhưng mà giáp thì không có xịn lắm nha. Giáp thì không xịn lắm. Nhưng mà khi nâng cấp lên thì sao? Ok. Lỗ khoáng sản này làm được cửa. Ui, lỗ khoáng sản này giống yêu à. Nhìn màu xanh xanh tưởng kim cương, ai gì không phải à.
nè, Iran kim cương luôn á. Trời ơi. Ok, giờ thì trước mắt mình đang làm một cái tổng dịch chuyển qua những cái đảo khác ở thế giới kết thúc nè. Để mình mình còn ngọc Ender luôn hả? Vậy thôi, khỏi săn Ender đi. Mình sẽ đặt một chút block để mình trèo lên trên đó ha. Ui, hơi ớn ớn nha. Cẩn thận. Ở dưới nó còn có cái cây gì nữa cơ. Lạ thiệt. Từ từ. Chậm mà chắc. Nói chung đi qua cái thế giới kết thúc là lúc nào cũng phải cẩn thận hết á. Tại vì nếu mà mình rớt á là xuống khoảng không. Ui, cái gì tối thui vậy? Ui, nhìn xuống dưới là nó sẽ đen thui thui lùi nha. Nên không được nhìn xuống dưới. Ngước ngước lên trên xíu đi. Xuống dưới đen thui thui lùi không có thấy đường đâu á. Rồi, tới. Tới nơi. Đi vô thôi. Cẩn thận. Ê, bậy nha. Bậy nha bạn Hiền. Cái gì chứ, đụng tôi tập này là hơi nguy hiểm á. Ui, nó cho mình đi đâu này? Oh my god. Sao cho chân tít trên đồ cây vậy? Ở đây nó sẽ cho mình một vài cái kiến thức về thế giới kết thúc chỗ mình đang khám phá. Cất vô đây đi. Ôi, phía xa xa mình thấy có con đó nhìn ghê vậy. Ui, nó giống con Enderman bị đột biến lắm nha. Mutant Enderman ấy. Tại vì cái lưng nó khom kìa. Để mình nhìn nó thử coi. Chính xác rồi, con đó là con Mutant Enderman đấy. Ghê vậy. Bên đây còn có Mutant Enderman. Mình muốn qua mình khịa nó một cái quá. Kìa, nó giật kìa. Mà hình không có dịch chuyển qua bên mình. Phải nói dịch chuyển qua bên mình là tới cái củ kiệu nữa. Nên cũng không sợ nó lắm. Nó tới 4 cái tay lận nha. Bình thường Enderman chỉ có 2 tay thôi. Nó 4 tay lận. Cái gì á? Ở bên đây á, Enderman Mutant đúng nhiều luôn. Đen con nữa nè. Mình lại gần thôi là nó sẽ dịch chuyển liền nha. À, người láo dám làm ta giật mình hả? Quýnh luôn, cà kệ luôn. Vô. Mutant, ui nó đá mình kìa. Nó đá không nhận, đó. Nó không dùng tay nó đánh mà nó chơi lấy chân nó đá luôn. Trời, nó gây choáng mình rồi. Mutant. Yes, mình đã giết thành công Mutant Enderman rồi. Và nó đang hấp thụ mình vô trong kìa, nốt mình vô á. Nguy hiểm thiệt. Và Mutant Enderman cũng là một trong những con quái vật mà mình cần tiêu diệt trong chiến binh thời Trung Cổ đó. Nó có rơi ra cho mình đồ đạc gì không? Chỉ có những con mắt Ender thôi. Ok. Ghê thiệt. Nói chung lạc qua bên đây là chắc chắn là mình phải đương đầu với những con Enderman Mutant giống như vậy rồi đó. Nhiều là đằng khác luôn. Rồi, giờ chắc mình sẽ lạc trôi qua những cái đảo tiếp theo thôi. Đây. Phóng nhẹ cái mắt con kia coi. Phóng qua bên kia. Để coi tới đâu đây. Ui, hên quá. Đằng kia là chỗ đánh boss kìa. Ở đằng đó là một cái chỗ của một con boss Sugar ha. Con đó thì mình sẽ cần rất là nhiều bơm á. Mà bơm thì để ít hôm nữa mình ra biển mình lượm trong mấy con thuyền. Đi rồi mình trở lại đây mình đánh sao, chứ bây giờ mình đâu có đem theo bơm đâu mà đánh con đó. Mình không nghĩ là hôm nay sẽ tìm được nó đâu. Phải mình biết trước là mình chuẩn bị theo bơm nha. Bây giờ mình đánh được cái con đó luôn rồi. Tiếc thế. Kệ, không sao. Giờ thì mình sẽ khám phá tiếp cái hòn đảo bên đây. Không biết là hôm nay mình có cập được cái bản đồ. Ôi không, cái thuyền chứ. Cái thuyền kết thúc. Hoặc là cái bản đồ dẫn tới cái thành phố kết thúc cũng được. Nghe đằng kia lại thêm một chỗ đánh boss nữa cơ. Nhưng mà chỗ đó thì được một cái là mình có thể đào được những cái loại khoáng sản rất là xịn nha. Ở trên cái công trình luôn. Cái màu tím tím đằng kia kìa. Làm được giáp rất là tốt.
Rồi bay lên. Dùng thử gia tài mình đào coi. Đó, có gia tài phát. Đào lặn ra ba viên liền. Cái này là cho random nha. Cái loại khoáng sản này rất là tốt luôn. Làm được áo giáp cực kỳ đẹp luôn á. Nhưng mà mình phải cần có cái void crystal này nè. Ủa, quýnh cái gì đấy? Mấy con sugar này. Mình sẽ lấy đủ để làm một set giáp thôi ha. Dư gần miếng đây có gì sửa thôi. Rồi xong, không đào nữa đâu. Mấy con này thì tha cho nó đi. Mấy con sugar á mà, sugar bay. Farm luôn cái vỏ của nó. Sugar shell có thể làm được rương sugar nè. Ủa thôi nha, không cà kệ nữa nha. Kệ, thấy không? Enderman bên đây, Enderman Mutant bên đây đúng nhiều luôn á. Lúc bên kia thì mình nhìn qua hướng bên này, mình thấy nó có cái gì đó phát sáng kìa. Nhìn rất là lạ. Ủa gì đây, nó bắn cái quả cầu vậy? Oh my god. Con này. Nó bắn qua quả cầu giống như con sugar vậy. Để mình xuống dưới mình coi thử coi. Xuống dưới này. Lấy ngọc Ender phóng vô trong. Cẩn thận nha, đừng có hấp tấp như nãy. Nhảy cái lọt xuống dưới nữa thì mệt lắm. Đây là Aurora Crystal. Mình có thể làm được ngọc Ender. Hả? Vậy thôi hả? Trời, mình cứ tưởng là nó sẽ là một loại khoáng sản gì đó xịn lắm chứ. Nhưng mà nó rất là mềm ha. Mình dùng cúp mình đào rất là nhanh luôn nè. Trời ơi, đào một xíu được gần 2 stack luôn á. Này là một cái hệ thống hang thôi. Ok. Như vậy đây là một loại khoáng sản dùng để trang trí là chính thôi á. Chứ nó không có công dụng để làm giáp hay là vũ khí gì hết. Hơi đáng tiếc. Ừ. Mình mới đào được một cái purple gelder nè. Cái này thì mình có thể làm được những món liên quan đến rồng á. Chẳng hạn như là giáp rồng luôn nè. Wow. Giáp rồng màu tím. Áo giáp luôn. Khi mặc mi mồng full set đồ này mình cũng có hiệu ứng hay sao. Và có trái táo nữa nè. Được chứ ta. Được á. Để ví dụ mà một xíu mình có gặp thêm cái purple gelder đó thì mình sẽ đào ha. Để mà làm thử cái set giáp coi nó cho mình hiệu ứng gì. Không biết là nó có kiểu như là mạnh hơn so với cái giáp rộng của mình hay không ha. Tới rồi hay sao nữa. Ủa phải không vậy? Đừng làm mừng hụt nghe. Hình như không phải rồi, cái này là cái công trình gì á. Thành phố gì mà nhỏ xíu như vậy. Còn không có đường vào nữa. Thiệt luôn á. Ép người ta mà. Ép người ta nè. Rồi vô. Ủa cô vô đây làm gì nữa? Oh. What the. Để mình lên trên thử. Coi phía trên nó có dấu rương gì không. Sao kỳ vậy? Trên đây nó không có rương. Ở kìa. Có. Coi rương này rương gì. Rương thường không sao. Vậy là lượm được. Hình tiên cấp độ 2. Im. Katana nè. Một cái cây kiếm. Có cái dòng đẩy lùi. Fan circle. Ôi lượm luôn đi. Đội ủng. Hai đội ủng luôn. Cái nón Titan Shroud. Cái nón này mình đã nhặt được rồi nên mình sẽ không có nhặt được ha. Chorus Pier. Một xíu test thử. Ồ, lại một thêm cái vật phẩm Show Devourer nè. Lượm luôn. Và mình phải uống thêm một lọ thuốc nhìn trong bóng tối nữa thôi. Uống thuốc nhiều quá. Ghiền thuốc nhìn trong bóng tối rồi. Rồi bên đây thì có một cái Delay Ring Totem. À cái này tốt nè, mình gớt xuống The Void thì mình sẽ không sao á. Cái bột này có thể làm được một loạt khoáng sản ha. Đừng để làm táo vàng cường hóa. Vũ khí. Áo giáp. Cũng hay á, cái này thì nên lượm luôn đi. Cắt bớt vô trong cái đã. Quá trời thứ nhặt được rồi, mấy cái thứ mà đeo được á thì mình sẽ để bên ngoài một xíu mình đeo luôn. Rồi cắt bớt vô trong. Còn có một cái áo giáp Frostbite. Lượm luôn. Kim. Quần kim cương nè. Kiếm.
Kiếm có dòng men đinh luôn nha, sửa chữa rất là tốt ha, và một chút viên kim cương. Có cái dao để ném nữa nè. Chấm hỏng cấp độ 4, lượm luôn. Cái găng tay thì thôi. Ok, như vậy thì trong đây nó cũng có hết một chút đồ, nói chung là cũng giá trị đối với mình ha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xuống dưới để kiểu như là test những cái trang bị thôi. Nè, cái đường vào của nó ở đây nè, mà nó che mất tiêu, hàng gì nãy mình vô mình không thấy cái cổng vào. Ui, nó còn có cái con gì ghê vậy? Con gì nhìn... Hình như nó tấn công mình. Có tấn công mình không ta? Không, nó hiện. Rồi, giờ thì mình sẽ test lần lượt là... cái này trước đi. Cái này là cái ngọc. Ui, mình phóng xong. Ui, sao con ngọc này phóng xong mình không có làm bị gì hết á. Ủa, cứ tưởng nó giống ngọc Ender chứ, nhưng mà nó không phải á. Giờ thì tới cái totem này thì mình sẽ đeo vô thay thế cho cái vật tổ trường sinh. Đó. Còn cái nhẫn này thì sao? Postponing any healing or damage taken by 10 giây. Ui, con gì đánh mình đấy? À, con này đánh cái gì? Người ta đang đọc nhẫn à. Rồi kệ, mình đeo vô thử đi. Nhẫn là đây. Mình quá trời nhẫn luôn. Giờ trên người mình trang sức tùm lum hết á. Còn này có một cái nữa nè. Cái này thì công dụng của nó mình không rõ lắm á. Tiếng Anh rất là nhiều luôn. Hết đồ đeo được rồi. Kệ, bổ sung được một chiếc nhẫn với một cái... cái này liên quan tới linh hồn gì đó. Khá là nhiều thứ mới luôn. Lại thêm một cái chỗ boss nữa nè. Tính ra bây giờ tìm mấy cái chỗ boss giống như vậy khá là dễ ha. Ui, cái cây nó cũng mất đi. Con mắt. Bắn vô con mắt. Ghê quá à. Trời, cái cây mới có con mắt nhìn thấy ớn thiệt. Chặt luôn. Có con mắt nhìn. Cho nghỉ nhìn luôn. Nhìn. Người ta đi mà nhìn. Bữa nay mình hơi khó tính nha. Rồi, đi tiếp nào. Gặp tầm vài cái tòa tháp giống như hồi nãy mình loot gì đó là giàu luôn á. Khỏi tìm thành phố kết thúc luôn. Nhưng mà nó sẽ vui hơn nếu như mình gặp được một cái thành phố kết thúc ở bên đây ha. Cuối cùng thì mình cũng đã gặp được một cái thành phố kết thúc. Nhưng mà cái thành phố kết thúc này thì hình như là nó không có cái con thuyền rồi. Hơi buồn nha. Và phía dưới thì nó sẽ có những cái con golem màu tím giống như vậy, để canh giữ cái tòa tháp á. Mình đánh một cái là nó sẽ bị làm chậm liền. Chạy gì nổi. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ vô thành phố kết thúc để khám phá luôn thôi. Ui, nữa rồi ha. Mình lại gặp mấy cái con mini cube này rồi. Cái con mà nó giống hệt mình luôn á. Ủa thì sao? Nó chính xác hơn là nó lụm cái giáp cũng như là vũ khí của mình á. Rất là khó chịu luôn. Rồi vô đây mình sẽ tiêu diệt những con Sugar ha. Nó cà khịa mình hơi nhiều rồi đó. Cà khịa không? Một chặt là đi nha. Này thì cà khịa nè. Rồi, và tìm một cái đường lên thôi. Phải lên. Cố lên. Cứ bị cà khịa ha. Bực thiệt. Rồi, đi lên trên được một xíu nè. Không biết là rương nó sẽ nằm ở những hướng nào đây. Hướng bên này không có rương. Và mình đi làm sao thì mình phải né những cái con mini cướp ra. Để không thôi nó chạm vô mình á là nó sẽ lụm được cái vũ khí áo giáp của mình. Và nó trở nên rất là trâu luôn. Né nó ra mới được. Ở đây không có rương rồi. Tốt nhất là cho nó quýnh mình đi. Quýnh chén thì thôi chứ mình không quýnh nó đâu. Mệt lắm. Nó còn dí theo mình nữa cơ. Mệt mỏi với nó chưa? Mình sắp lên tầng cao nhất rồi. Hình như cái tầng cao nhất của nó thì chỉ có cho mình những cái rương Sugar thôi hay sao hả? Chính xác rồi. Và những con Sugar này nó cà khịa mình hơi nhiều. Cà khịa không? Trời, Sugar mà được kháng cự gì, sức mạnh gì tùm lum luôn cơ. Lấy cung bắn đó. Này thì Sugar nè. Rồi, mình có thể lượm được những cái rương Sugar ở trong này ha. Ở đây là những cái rương Sugar hoàn toàn rỗng thôi, chứ không có đồ cất bên trong đâu.
Nên nói chung gặp được thành phố kết thúc để lấy cái thành tựu thôi chứ. Lượng đồ mà nó cho thì hầu như là không đáng kể luôn á. Về nhà xong thì chuyến khám phá này mình không có mang được nhiều đồ xịn về lắm. Chủ yếu là mình có thêm được một mớ được gọi là đồ linh ta linh tinh nè. Và đồng thời mình sẽ mở được rất là nhiều cái phần thành tựu ở bên thế giới kết thúc luôn. Lần lượt thì nó sẽ cho mình đá hả? Trứng rồng. Ui. What? Mình giết rồng Ender thì mình sẽ được một cái trứng rồng đen nha. Giết Mutant Enderman thì sẽ được sao nè đờ. Ngon lành cành đào. Tự nhiên mình lại có thêm một cái trứng rồng rồi. Đã thiệt. Ủa hôm bữa mình để cái trứng rồng. Khoan. Dừng khoảng chừng là 2 giây cái trứng rồng Emerald của mình. Kỳ vậy ta. Trứng rồng Emerald mình mất tiêu rồi. Ủa mình có nhét nó vô đâu không nhờ? Hôm bữa mình nhớ rõ ràng mình đặt ngay đây nè. Cái trứng rồng black này như là không phải trứng rồng lửa đâu. Nó là trứng rồng sấm sét hay sao ấy. Mình dùng lửa không có hiệu nghiệm này. Trời ơi. Cái này ấp được cái trứng rồng sấm sét mới là cả một vấn đề nè. Phải canh lúc trời mưa mình ấp mới được. Mình sẽ cất cái trứng rồng sấm sét vô vô đây đi. Cất ngay đây. Để mình thấy mình còn nhớ mình ấp. Chứ không thôi mình cất vô trong mình quên mất tiêu luôn á. Hay da, cứ tưởng là có được trứng rồng sấm sét là ngon nhưng không. Ấp nó là một cả một quá trình ấy, không phải đơn giản đâu. Ủa và nhắc tới sau này đờ thì hình như mình có đủ 3 cái đầu xương đen không ta? Mình có đủ 3 đầu xương đen luôn. Hay là hôm nay mình sẽ thử đánh cái con Boss Wither bằng sức mạnh của cây cung cũng như là cây saber của mình coi. Hiện tại sức mạnh của mình thấy nó cũng ở mức trung bình thôi, chưa gọi là mạnh nhất đâu. Nên mình muốn thử sức với con boss này. Không biết là tốn bao lâu để đánh bại nó nè. Mình sẽ ra sát bờ biển xíu ha. Để mình đánh cho nó dễ. Còn không thì xuống hang. Nhưng mà giờ tìm... Xuống hang đi. Đừng có ngựa. Ngựa đánh thể hiện, đánh ở trên này một hồi rồi nó bay vô nó phá cái nhà. Thì lúc đó không ai mà giúp đâu á. Đi xuống hang đánh đi. Chịu khó xíu. Rồi, gì mà chắc cú nè. Đánh ngay cái góc này luôn. 2, 3. Hình như có đó sai sai đúng không ta? Hình như có đó sai sai. À không, đúng rồi, gì đúng, không sai lắm. Bây giờ thì đợi cho, mình sẽ búp kháng cự lên nè. Búp phát nổ lên nè. Búp tốc độ lên nè. Quýnh nó nè. Ui, một chặt. Cái gì? What the? Hồi nãy các bạn có thấy mình chặt con Boss Wither không? Quýnh nó nè. Ui. Mình tốn đúng 2 nhát là chết nó rồi. Một nhát là gần chết thôi. Oh my god man. Đánh kiểu này thì Enderman chịu sao mà nổi. Đúng ma đạo luôn á. Hay là tại mình búp cái party starter này lên ta. Mình chặt nó một phát nó mất gần như là hết máu luôn. Còn một xíu nữa là chết luôn á. Khủng khiếp thiệt. Mình không nghĩ là mình lại mạnh đến như vậy đâu. Ổm rài mãi mê khám phá trên đất liền quá. Không có khám phá biển gì hết. Hôm nay thì mình sẽ dẫn Leviathan của mình đi khám phá một xíu ha. Mình sẽ đi về hướng bên này đi. Có vẻ hướng bên này mình rất là ít khi đi khám phá nè. Rồi. Ở dưới biển còn có một con Leviathan khác kìa. Ví dụ mình lại gần thì nó có tấn công. What? Nó tấn công mình. Tấn công không? Cắn lộn. Cho hai em Leviathan cắn lộn. Leviathan nào mạnh hơn? Mình sẽ đánh tiếp luôn. Dám đánh Leviathan của mình. Lao tét.
Thì ra Leviathan mặc dù là đồng minh với nhau nhưng mà đồng loại với nhau nhưng mà nó vẫn cắn bình thường nha. Chắc là tại nó thấy mình cười á nên nó cắn mình thôi chứ không phải là cố ý cắn Leviathan của mình đâu. Và mình sẽ thử đút cho Leviathan ăn coi có hồi phục lại không. Lại đây cưng, lại đây cưng. À ha, cho ăn thịt thì nó sẽ hồi phục lại ha. Ồ, tốt 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 tốt. Như vậy thì có cách để hồi phục cho Leviathan rồi. Giờ thì mình cần phải lấy thêm thuốc nhìn trong bóng tối mình uống vô. Đó, nhìn vào trong bóng tối dưới biển thì nó sẽ nhìn rõ hơn rất là nhiều luôn. Mà nó nói đi lên trên đất liền xíu đi cưng. Bay cao thế. Bay thấp thấp thôi. Rồi nè, lội trên mặt nước như vậy đi. Rất là khó để điều khiển Leviathan đi trên mặt nước luôn á. Đi như vậy thì tương đối là nhanh ha. Nói chung thì cưỡi Leviathan thì chắc chắn là sẽ nhanh hơn đi thuyền rồi đó. Nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ rất là dễ bị những con Leviathan khác nó dòm ngó. Và còn một nhược điểm là... Úi! Khoan nghe nói tới nhược điểm đi. Bên này Charles, mình vừa mở được một cái thành tựu, tìm được một bộ xương hay sao nè. Bộ xương hay bộ hóa thạch gì đó của một cái loài rất là khủng luôn. Cái này là cái phần nhô nhô lên này, hình như là cái phần sống lưng của cái con vật này nè. Ghê thiệt. Để mình coi coi có cái rương không. Một cái lò to như vậy thì nếu mà nhặt được cái rương thì chắc sẽ toàn là đồ xịn đấy. A few moments later. Có rương nha, có rương nha. Trời ơi, nó cho mình có một chút xíu đồ à. Là mình tưởng nó cho đồ xịn lắm. Cho đồ giống yêu à. Nhưng mà cái bộ hóa thạch của cái con này rất là khủng nha. Nó dài từ tít đằng kia qua tới bên đây luôn. So với kích thước của Leviathan của mình nè, là hiểu nó to đến mức nào rồi. Khủng khiếp thiệt. Ôi ôi, cái gì? Trời trời trời, con Leviathan khác tấn công. Đánh Leviathan của mình nè. Láo toét. Có thể đánh mình chứ đừng có hòng mà đụng vô Leviathan của mình. Ui, những cái con Leviathan khác nó có thể triệu hồi được sấm sét luôn ghê vậy. Ủa sao kỳ ta, sao mình điều khiển mình không được triệu hồi sấm sét được ta? Mình chỉ biết cho Leviathan cạp 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 thôi. Cạp 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 giống như vậy nè. Đó. Cái đây. À con cá mập. Cho con cá mập. Con cá mập. Cạp cạp nó được Leviathan. Cạp nó. Hết chuyện cá mập đi, cạp lộn với Leviathan của mình. Chán sống thiệt. Ủa kỳ ta. Chưa lên cho Leviathan ăn cái đó. Ăn đi cưng. Đầy máu lên đi. Mình ngồi mình mò cái nút triệu hồi sấm sét coi. Thấy mấy con khác nó triệu hồi sấm sét nhìn thích thiệt. Mình thì không triệu hồi được, chỉ biết cạp thôi. Ui 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 ui, trời mưa, về lẻ em ơi. Trời mưa rồi, về lẻ. Bơi về. Vận tốc 500 cây chuối trên giờ. Về nhà ấp trứng rồng. Mưa này dễ có sấm sét lắm. Hên thì ví dụ sét đánh trúng cái trứng thì nở rồng luôn. Lẹ về, cố lên Leviathan. Cổ vũ Leviathan nè. Lúc đi thì hăng hái lắm, lúc về cũng sung lắm nha. Mình đi... Ủa chưa ngồi. Rồi ngồi đi. Giờ lấy trứng lẻ. Mình chỉ biết là mưa thôi nhưng mà không biết có sấm sét hay không thì chưa biết. Nhưng mà cứ vô thử thôi. Trứng rồng, đây. Ra đây đi. Nó đây những cái vẻ hợp lý hơn nè. Thường thường cái này phải mình có cái cây đinh ba và triệu hồi sấm sét thì ngon. Mình phóng vô nhiều khi nở luôn cái trứng á. Nhưng mà giờ thì cứ đợi theo cách thủ công ra trước đi. Ủa cái gì đây, sao trồng cái chuối vậy? Đợi đi, chờ đợi là hạnh phúc mà. Mình đợi mòn mỏi rồi đó. Không có miếng sét nào vô cái trứng á. Trời, sao đen vậy ta? Đen như cái trứng luôn á. Đợi chúng em Leviathan cả buổi rồi.
Thôi chắc mình ngồi đây mình tiếp tục đợi coi, ví dụ mà hên á mình bắt kịp được cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà trứng rồng nở á, thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem vào tập sau ha. Kìa xét đánh gì đây, muốn đánh gì đây là sao? Trời ập trứng ở đây, tôi quánh cái rầm vô đây khác gì treo mình đâu, bực hết cái người. Thôi nói chung thì chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã đánh bại được rồng Ender, tìm được thành phố kết thúc và lấy được khá là nhiều phần thưởng, trong đó có cái trứng rồng đang ấp dang dở nè, mong rằng nó sẽ sớm nở trong thời gian sắp tới để mình có được một em rồng cưỡi bay trên bầu trời để đi khám phá cho nó ngầu lòi ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay, hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.